thi này với đề bài là tình ca vàng bóng. Các thí sinh sẽ tái hiện và làm mới những ca khúc vàng bóng một thời, những giọng hát nội lực, sự dàn dựng công phu. Liệu sự đổi mới này có làm hài lòng những giám khảo khó tính của chúng ta? Ngày mai sông tố kéo đến, ngày mai gió mưa mịt mù, ngày mai có nắng mới, ngày mai bóng đêm cuộc đời. Tình ca vàng bóng và sự xuất hiện của giám khảo khách mời Hồ Trung Dũng có làm bạn chuyến sao? Đang lừa dối mà sao em không biết, những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết trở nên thề thốt chi. Đùa vui thôi đây nhé, say đắm và si mê, sẵn sàng đáng nhạt nhòa. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ, biển vắt những chiều sắp mưa. Tình cũng như là đám mây mịt mờ, tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối nhau. Đừng nói câu chuyện lứa đôi, tình cũng như dòng nước trôi. Tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ, biển vắt những chiều sắp mưa. Tình cũng như là đám mây mịt mờ, tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối nhau. Đừng nói câu chuyện lứa đôi, tình cũng như dòng nước trôi. Tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên, không nên bối rối. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài.
cảm ơn Vũ Đoàn. Anh Hồ Trung Dũng ơi, nhà anh có bán rượu không? Sao anh hát mà em say quá vậy? Tém lại luôn ơi. Trời em ơi, làm sao là Khoa nó ghét anh luôn bây giờ. Đó là em đầu tiên ghét. Gặp nhau có em ghét. Vừa mới nói là có người đẹp trai hơn Khoa, mặc dù nó cũng đúng đó, nhưng trời mà hả? Xin lỗi, không nói giỡn với Khoa vui thôi, chứ còn hôm nay là tại vì anh thấy là Khoa chặt chém anh quá. Ủa em chặt chém anh hồi nào? Chứ quý vị thấy không, nhìn thấy cái bộ đồ là chặt chém rồi, khách mời thì dạng đồ đen, xong rồi MC cái đồ kim tuyến lấp lánh như vậy, ra ai chịu nổi không anh à? Thật sự là chương trình kêu em mặc màu hồng là để dìm em luôn đó, chứ với da em mà mặc màu hồng là em bị chặt chém, nhưng phải là anh à. Thôi không có giỡn nữa, thiệt tình á là Ngân rất là ngưỡng mộ giọng hát của anh Hồ Trung Dũng, và ngày hôm nay đến tham dự chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo thì cảm xúc của anh như thế nào nè? Anh có được xem chương trình, anh có được nghe về chương trình, và thực sự là anh rất là hào hứng khi được ngồi đây để cùng lắng nghe những người có thể nói là các bạn đồng nghiệp của mình là một nè, với lại những ca sĩ trẻ, những người cũng có đam mê ca hát như anh cách đây khoảng 10 năm. Và không phải ở đây để làm giám khảo, mà cái quan trọng ở đây là anh muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhưng mà hy vọng là giúp các bạn sẽ cảm thấy thêm cái động lực trên con đường ca hát, cũng như là thêm những cái kinh nghiệm để sau này có thể một ngày nào đó tụi anh có thể cùng trên sân khấu cùng hát với nhau. Dễ thương quá, xin cảm ơn anh. Và nói tới đây thì chắc quý vị khán giả cũng đã đoán được chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì. Đó chính là tình ca vang bóng. Và Mạc Văn Khoa và Kiều Ngân đã quay trở lại rồi đây. Chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện. Và chắc quý vị cũng đã đoán ra được giám khảo khách mời ngày hôm nay chính là nam ca sĩ Hồ Trung Dũng rồi đúng không ạ? Và chúng ta cũng không thể nào quên được hai giám khảo quen thuộc. Đó chính là giám khảo Chí Tài và giám khảo Minh Tuyết. Lại chặt chém em nữa. Cái gì? Em mặc màu hồng chưa đủ nổi, sao mà anh mặc nguyên bộ đỏ luôn hả? Tại vì nghe đồn cái chương trình này phát sóng lúc Noel mà. Hả? Noel? Dạ. Anh bận như vậy là rất là bình thường quý vị ơi. Cái này là đơn giản nhất rồi đó, nghe. Đơn giản đó anh Tài. Em có đâu có dựa gì? Em chỉ điểm xuyến một vài cái bông thôi. Vài cái hả? Trời, bông của em là đủ tặng hết khán giả đây luôn rồi đó. Và xin phép mời ba giám khảo của chúng ta trở về ghế ngồi danh dự để bắt đầu đêm nhạc tình tứ ngày hôm nay được không ạ? À? Đúng vậy. Chúng ta cùng Diều, Bạch Tuyết, Minh Tuyết. Chắc em chán rồi chúng ta. Hôm nay và với chủ đề tình ca vang bóng ngày hôm nay thì Khoa tin chắc rằng 6 cặp thí sinh của chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức mình để làm gì quý vị khán giả biết không? Để có thể vượt qua được cái bóng rất lớn của những ca khúc vô cùng nổi tiếng này. Và để chiếm được cảm tình của ba vị giám khảo ngồi đây, đồng thời chiếm được tổng số điểm quy đổi tối đa là 10 đến từ 100 khán giả tại trường quay. Và đương nhiên rồi, trong đêm thi ngày hôm nay thì cặp đôi cao điểm nhất của chúng ta sẽ giành được giải nhất tuần trị giá 20 triệu đồng. Và một cặp đôi có số điểm thấp hơn các cặp đôi còn lại buộc phải nói lời chia tay với chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên. Ngân à, ở một người xinh đẹp như Ngân thì chắc là phải trải qua nhiều mối tình lắm rồi đúng không? Nhiều người yêu mình, ý Khoa là vậy đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà mình chỉ có thể đáp lại tình cảm cho một người thôi. Nên là với những cái người mà Ngân không đáp lại được thì Ngân cảm thấy day dứt lắm. Giống như là mình đang nợ họ rất là nhiều tình cảm vậy đó. Còn Khoa thì sao? Có nợ ai không? Khoa nợ chứ. Một người đẹp như Khoa làm sao mà không nợ được. Yêu chi cho lắm vậy rồi nợ người ta. Vậy rồi lỡ mà đi ngoài đường đó rồi mình vô tình mình chạm mặt nhau á, thì Khoa sẽ nói gì với người ta? Khoa sẽ nhìn thẳng vào mắt người ta và nói rằng anh còn nợ em. Chỉ có 4 chữ đó thôi, nhưng mà
nó gói gọn rất là nhiều cảm xúc và khó nói lắm chứ không phải đùa đâu. Và ngày hôm nay ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem cặp đôi Henry Phạm và Xuân Nghi sẽ thể hiện bầu tâm trạng đó như thế nào qua ca khúc Anh Cần Nợ Em nhé. Công viên ghế đá, công viên ghế đá là đồ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi. Trời mà mưa đêm, anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói qua xe. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá là đồ chiều em. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ anh còn nợ em. Một tràng vỗ tay cho phần trình diễn rất là tuyệt vời của Xuân Nghi và Henry Phạm. Trong hai người thì ngày hôm nay không biết Khoa thấy ai là người nhập tâm hơn nè? 50-50 đó. Nhưng mà Xuân Nghi Khoa thích nhất cái câu mà con tim bối rồi. Dạ. Khúc đấy nó hay ghê luôn đó. Em cảm ơn anh. Dạ. Và sau đây sẽ là phần chấm điểm của 100 quý vị khán giả trong trường quay cũng như ban giám khảo của chúng ta. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết.
Và trước khi công bố số điểm thì Kiều Ngân rất muốn lắng nghe ý kiến của giám khảo nghệ sĩ Chí Tài. Anh nghĩ gì về tiết mục này ạ? Mấy em hát rất là hòa quyện với nhau. Và anh thích nhất là những cái đoạn phiêu của Xuân Nghi cũng như là Andy Phạm. Thật ra là lúc đó là thật sự là anh ngồi ở đây là anh nổi da gà luôn đó. Tại vì cái bài hát này anh nghe nhiều người hát lắm rồi. Mỗi người ta hát có một cái hay riêng của người ta. Nhưng hôm nay hai em hát song ca rất là tuyệt vời. Anh chúc mừng hai em. Đó là lời nhận xét tới từ anh Chí Tài. Và sau đây thì em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Chị phải nói một điều rằng là Henry ơi, em cho chị mỗi một ngày một cái sự bất ngờ. Mỗi một vòng em hát mỗi thể loại nhạc khác nhau. Và không có thể loại nhạc nào mà em hát dưới trung bình cả. Em từ khá đến tốt thôi. Cái giọng của em á, nó rất là tình cảm. Khi mà em hát từng câu một, chị nghe, chị chạm đến trái tim của chị. Cái điều mà em chạm đến được trái tim người nghe nó vô cùng quan trọng. Và em là một trong những thí sinh có điều đó. Chị rất là chúc mừng cho tương lai sắp tới của em. Một tương lai chị nghĩ là sẽ vô cùng sáng lạn. Chị chúc mừng Henry. Cảm ơn chị ạ. Và cái điều Henry lucky ở đây là đã có một Xuân Nghi luôn luôn lúc nào cũng đứng đằng sau lưng nâng đỡ em và làm tất cả mọi thứ để cho em được tỏa sáng. Chị rất là chúc mừng cặp đôi vô cùng hoàn hảo này. Cảm ơn hai em. Vâng, và sau đây thì em muốn nghe những lời nhận xét tới từ giám khảo khách mời của chúng ta, anh Hồ Trung Dũng ạ. Xin chào hai bạn. Khi mà xem hai bạn biểu diễn á, thì anh cảm thấy là thứ nhất là cái sự phối hợp rất là nhuần nhuyễn và cái sự bù trừ cho nhau. Phối hợp ở đây ví dụ như khi Xuân Nghi hát thả nhẹ thì Henry đã biết cách đáp lại. Tin chắc rằng là hai bạn sẽ còn đi rất là xa. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Dũng. Và đầu tiên sẽ là số điểm quy đổi đến từ lượt bình chọn của 100 khán giả tại trường quay. Số điểm dành cho cặp đôi Henry Phạm và Xuân Nghi. Tương đương với 89 trên 100 khán giả đã bình chọn. Chúc mừng. Và tiếp theo thì em muốn biết số điểm tới từ giám khảo nghệ sĩ Chí Tài ạ. Gửi tặng các em số điểm như thế này. 9,5. Và bây giờ em xin mời số điểm đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết. Chị chúc mừng tiết mục vừa rồi của hai em nhé. 9,5. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành tốt phần dự thi của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối chương trình nhé. Khoa buồn quá Ngân à. Sao buồn hoài vậy Khoa? Làm sao mà không buồn được, cuộc đời Khoa sinh ra nó đã buồn rồi. Sinh ra là đã khóc rồi. Khóc rồi. Khóc rồi. Sinh ra ai mà không khóc? Nhưng mà tiếng khóc của Khoa nó kỳ lắm. Nó kỳ là kỳ sao? Kỳ thiệt. Đó, mới sinh ra mà đã buồn như vậy, đã khổ với tiếng khóc nó kỳ như vậy thì cuộc đời Khoa lúc nào mà không buồn được. Đã vậy, tới với chương trình ngày hôm nay toàn nghe những bài chia ly thì tâm trạng nó lại càng buồn hơn chứ. Cái này Khoa sai nha, đâu phải bài hát nào cũng nói về sự chia ly đâu. Kiều Ngân hứa hẹn là ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc tràn đầy sự lạc quan, niềm vui, nụ cười và có cả mong ước hạnh phúc dành cho một nửa kia của mình nữa. Đó là ca khúc Trọn Kiếp Bình Yên. Mà Khoa có biết là cặp đôi nào sẽ thể hiện ca khúc đó không? Khoa biết chứ. Đây là một cặp đôi vô cùng trẻ trung. Đó chính là cặp đôi Khắc Minh và Yến Nhi. Bằng những vần thơ này tình yêu hỡi, dù cho bão giông ngoài khơi, cầm tay nhau ta xin bình yên suốt đời. Ngày mai giông tố kéo đến, ngày mai gió mưa biệt buồn, ngày mai có nắng mưa, ngày mai bóng đêm cuộc đời. Nào ai đâu có biết chứ, ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào. Cầu mong sao cho nhau
trọn kiếp bình yên. Tình yêu đến nào ai có hay, tình yêu trong mê say bằng những lòng cây. Ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào, cầu mong sao cho nhau trọn kiếp bình yên. Chạm vỗ tay thật lớn cho phần trình diễn của Khắc Minh và Yến Nhi. Và trước khi đến với nhận xét của ban giám khảo thì ngay bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho cặp đôi Khắc Minh và Yến Nhi. 30 giây bắt đầu. Thời gian của chúng ta đã hết. Và sau đây thì em muốn nghe lời nhận xét đầu tiên tới từ giám khảo Minh Tuyết ạ. Chắc có lẽ cho chị nói sau bởi vì bài này là bài của chị hát. Dạ đúng. Chuẩn bị tinh thần nha hai em. Thôi thì bây giờ em mời anh Hồ Trung Dũng đi ạ. Thực ra là hai bạn là một cái cặp rất là đẹp đôi, phải nói là như vậy. Và hai bạn đã có cái sự nỗ lực rất là lớn để mang lại cho bài hát một cái màu sắc mới. Trăn trở chút xíu đó là cái việc mà mình đầu tư nhiều vào cái phần minh họa cho bài hát á, nhất là đối với lại bạn Nhi. Khắc Minh thì em đã quen rồi, có thể em đã rất là quen, nhưng với Nhi thì em có cảm nhận được cái gì đó nó làm cho mình bị sao lãng đi. Trong cái ánh mắt của em là bây giờ sắp tới là cái gì ta, sắp tới là sẽ lùi ra đằng sau để bầy chim gì đó bao quanh mình vân vân, và làm ảnh hưởng giọng hát của mình. Cho nên đôi khi anh nghĩ trong phần trình diễn á, less is more, đôi khi mình ít hơn một chút lại là mang lại hiệu ứng nó nhiều hơn. Anh cũng nhớ là bài hát này nó cũng không phải là lâu lắm, và vì thế anh hơi bối rối một chút xíu là không biết bài hát này nó có hoàn toàn phù hợp với chủ đề hay không, đó là những cái bài hát đã vang bóng một thời. Bài Trọn Kiếp Bình Yên á, thực sự là đối với em và Nhi thì nó vang bóng thật,
Tại lúc đó hình như chưa dậy thì đã nghe rồi. Là thật em nghe lâu lắm rồi. Tại vì em nhớ luôn là chị Tuyết mặc một cái áo ngắn như này với anh Vũ lâu lắm rồi. Em có... Và em với anh Minh có nói với nhau ý tưởng ban đầu á là định bê hết cái trang phục và tất cả những cái gì trong cái bài hát đó để lên cũng giống như là một món quà tặng cho chị Tuyết. Bởi vì bài hát này thật sự là chúng em rất là thích và cũng nghe rất là lâu rồi. Cũng hy vọng là chị Tuyết sẽ nhẹ tay với tụi em một xíu. Dạ, với một bài hát mà cặp đôi của chúng ta đã nghe chị Tuyết hát khi mà cặp đôi của chúng ta mới chỉ dậy thì thôi. Còn nhấn mạnh nữa chứ. Thì sau đây em xin mời lời nhận xét tới từ chị Minh Tuyết ạ. Chị cảm ơn hai em rất là nhiều vì có nhà ý muốn tặng chị bài hát này. Chị cảm ơn điều đó rất là nhiều. Nhưng mà chị thường thường mỗi lần chị làm việc có đôi lúc chị hay ngồi suy nghĩ tới những gì chị đang làm. Thì lúc đó chị suy nghĩ tới cặp của hai em, chị nói ước chi ý nhi hát cái bài Còn Tuổi Nào Cho Em. Nếu phải chi ngày hôm nay các em làm cái bài đó hoặc một cái bài nào đó nó mo vang bóng hơn là cái vang bóng, cái này chắc là vang bóng chị thôi. Trong khi chất giọng em lại ấm trầm rất là hay. Thì chị cảm thấy quá tiếc và quá uổng đi cho cái vòng này khi các em chọn bài Chọn Kiếp Bình Yên, mặc dù là bài của chị, nhưng mà chị phải nói lời thật ở đây. Chị cũng nhắc với các bạn ở vòng trước rồi về vấn đề dàn dựng sân khấu. Bởi vì nếu nó tốt thì nó sẽ cộng hưởng cho mình rất là nhiều. Nhưng nếu trong cái dàn dựng mà nó không được ổn, trong cái diễn xuất, ví dụ dàn dựng nó không để chỗ cho các em diễn, nó lấn át hết những cái chỗ hình ảnh của các em, hoặc là cái đường đi, tuyến đi của các em nó không đủ thời gian, nó không có sự sắp xếp thỏa đáng, thì sẽ khiến các em cảm thấy rối ở trong cái vấn đề các em diễn xuất, làm ảnh hưởng đến chất liệu giọng hát của mình. Và cái đó các em đang bị mắc phải trong bài hát vừa qua. Cảm ơn các em rất nhiều trong tiết mục vừa rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng tới với số điểm mà 100 quý vị khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi Khắc Minh và Yến Nhi. 8,5 tương đương với 85 người trên 100. Và bây giờ Kiều Ngân rất là muốn biết số điểm đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Em mời chị. Chị xin lỗi, chị gửi em 9 điểm nha. 9 điểm. Và tiếp theo sẽ là số điểm tới từ giám khảo Vang Bóng Chí Tài ạ. Vang Bóng Chí Tài ạ. Chí Tài ạ. À, giám khảo. Giám khảo Trẻ Trung Chí Tài ạ. Anh xin gửi tặng em số điểm gọi là để động viên với em. 9,5. Cảm ơn anh Tài. Và hai bạn có thể vào trong nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp lại ở cuối chương trình nhé. Khoa có biết là điệu nhảy mambo có xuất xứ từ đâu không? Có xuất xứ từ Cuba. Và Khoa còn được biết những vũ công nhảy mambo còn được gọi là mambonic. Giỏi quá vậy ta. Đây là một trong những điệu nhảy rất khó và là điệu nhảy đặc trưng của khu vực châu Mỹ Latin. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại được một lần nữa thưởng thức điệu mambo nồng say cùng với ca khúc Đừng Lừa Dối qua phần thể hiện của cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc. Và trước khi tới với phần thể hiện này thì Khoa xin nhắc quý vị khán giả, cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc này chính là cặp đôi được cứu lại ở tuần trước nhờ quyền lực của chiếc thẻ Hoàng Kim. Họ sẽ phá cách với phần trình diễn như thế nào? Mời quý vị khán giả đón xem ngay sau đây. Chân tình cớ sao em sợ ơi, anh mất xa xăm muốn mơ về chỗ nào thế mà sao
chi trong tim anh giờ đây mình sẽ vụt bay. Anh từng xưa đã chết đã hết rồi tình yêu em về đi không buồn không giận đâu không yêu nhau thì thôi chỉ thấy người ơi khi yêu đừng nên dối trá chớ nên vu vơ. Và Tuyết Mai sùng quá, không khí được khuấy động lên và khán giả cũng đứng lên để reo hò cùng với vũ điệu của cả hai bạn trên sân khấu. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành rất tốt bài dự thi của mình. Thời Khoa có thấy giai điệu ca khúc này quen tai không? Quen chứ, ca khúc này ngày xưa là anh Vũ Hà hát đó. Bài này thì Khoa nhớ nhưng mà cái bản gốc của nó là cái gì ta? Bản gốc của nó tên là Corazon de Melao. À đúng rồi. Do một nam danh ca rất nổi tiếng vào những năm 70 của Mexico trình diễn. Anh ấy tên là Emmanuel. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời gian bình chọn dành cho cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc. 30 giây bắt đầu. Vâng, thời gian đã hết. Sau đây em xin mời là nhận xét tới từ giám khảo Chí Tài. Thật ra đây là một cái phá cách mà là phá dữ đó. Hai bài kết hợp lại rất là hay. Hai em hát rất là tốt, đem tới cái sự bất ngờ cho ban giám khảo dưới đây. Hai em đã làm được một tiết mục rất là sống động để khiến cho cả một cái phim trường như vậy ta phải đứng dậy chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Chí Tài. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ như thế nào về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ? Hai bạn rất thông minh khi mà đã sử dụng những cái chiêu trò. Ở đây rất là nhiều chiêu trò được áp dụng, nhưng mà cái sự phân bố chiêu trò rất là hợp lý.
và người ta không có thấy được là trong đầu đang tính toán quá nhiều. Bởi vì các bạn rất tự nhiên, các bạn đi vào cái bài hát của mình đi hết lòng với cái bài hát như vậy, cho nên khán giả cũng không có để ý xem là sắp tới là cái gì, mọi người cứ hồ hởi theo thôi. Và đến khi mỗi lần cái chiêu trò mới được áp dụng á, thì nó lại mang một sự bất ngờ mới. Cái bài hát đối với anh là gần như hoàn hảo. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hồ Trung Dũng. Chị Minh Tiết ơi, ba bông hoa trên bàn dường như là lấy ra từ chiếc áo của chị thì phải. Không biết là có chiếm được cảm tình của chị không ạ? À? Em ơi, nếu mà lấy ra từ áo chị thì sẽ camera sẽ bị tắt và không được quay nữa. À, cảm ơn hai nhánh hoa hồng rất là xinh đẹp của hai em tặng cho chị. Ngày hôm nay hai em đã thay đổi phong cách của mình bằng một liên khúc sôi động để mà thấy được nhiều màu sắc ở hai em. Cái điểm cộng mà chị thấy lớn nhất, bởi vì Trung Dũng có hỏi chị là từ đầu chương trình giờ hai em có hát nhạc khác không ngoài nhạc sôi động, thì chị nói có. Ngày hôm nay là lần đầu tiên hai người hát nhạc sôi động, là có một cái sự thay đổi để mà thấy nhiều màu sắc. Đó là điểm cộng của các em. Điểm cộng thứ hai đó là cái sự hòa quyện tập dượt, nhảy, chịu nhảy rất là đồng đều với nhau. Chứng minh rằng là hai em là một cái đội rất là đoàn kết và rất là chịu khó. Nhưng mà bình thường Văn Phúc hát nhạc tình thì lại hát rất rõ lời. Nhưng mà chắc có lẽ là vì nghĩ rằng là hát nhạc dance cho nên phải gần giọng chút xíu, phải ngắn gọn tí xíu nên nghĩ là chắc là nhảy nuốt nhiều chữ nhiều quá cho nên không nghe rõ lời. Chứ mà bình thường Phúc hát rất là rõ lời. Và hôm nay thì lại có một cái lỗi nhỏ thôi. Chắc là quên bởi vì sung quá, đó là Tuyết Mai bè hơi lớn, át luôn tiếng hát chính của Văn Phúc luôn, quý một đoạn đầu. Cho nên nhớ để ý chút xíu cái đó. Dạ. Còn riêng về Văn Phúc á, chị nghĩ như thế này, Tuyết Mai thì là đã coi như là sống trong cái không khí sôi động đó rồi, sống trong cái bài là quá chuyên nghiệp và chị không cần để nói nữa. Nhưng mà riêng Văn Phúc chị vẫn cảm thấy ở em có một cái gì đó hơi còn chưa có thả lỏng mình 100%. Tại vì khi mình hát nhạc sôi động đó là em phải bỏ mình 100%, thả lỏng hoàn toàn và hòa mình vào trong cái nhịp cuồng quay đó, thì khán giả họ mới thấy cái sự nóng của em và họ mới nóng theo em được. Thì chị không biết là có lẽ là chị nghĩ rằng em ngại khi mà em nhún nhảy. Chị nghĩ như thế này, khi mà mình thực sự mình làm một cái điều gì đó, mình làm hết mình đó, mình làm đến một mức tuyệt đối và mình đốt cháy bản thân mình, lan tỏa tới những người đối diện, thì dù cho mình nhảy xấu hay là mình nhảy queer cỡ nào đi chăng nữa thì cái người đối diện người ta không cảm nhận được điều đó đâu. Bởi vì lúc đó em đã hâm nóng người ta rồi và người ta đã cháy theo em rồi, người ta không để ý những cái điều kia. Khi mà em hát nhạc sôi động, em cứ thả mình vào hết, như là giống như là Tuyết Mai vậy đó. Có nghĩa là không cần biết là hôm nay Tuyết Mai có đẹp hay không. Hôm nay là tôi là đàn ông, tôi quậy là tôi quậy, tôi hòa mình là tôi hòa mình vào cái bài. Thì chị thấy em vẫn còn chút xíu cái điều đó. Nhưng nói tóm lại, ngày hôm nay hai em đã làm một tiết mục vô cùng hoàn hảo. Chúc mừng các em. Em cảm ơn chị. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ Kiều Ngân xin phép được công bố số điểm quy đổi dành cho cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc. Và số điểm đó chính là 9. Chúc mừng Tuyết Mai và Văn Phúc, hai bạn đã có được 90 trên 100 lượt bình chọn đến từ khán giả tại trường quay. Một phần trình diễn phá cách nhưng không hề phá phách sẽ giành được bao nhiêu điểm từ giám khảo Chí Tài đây? 9,5. Em xin mời số điểm đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết. Trời ơi, sao anh Chí Tài lại hốt hoảng như vậy? 9,5. Một lần nữa chúc mừng Văn Phúc và Tuyết Mai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối chương trình phần công bố kết quả nhé. Quý vị khán giả và bà Văn Khoa có biết không, đôi khi có những cái ca khúc á, nổi tiếng không phải vì cái tên, không phải vì nhạc sĩ, cũng không phải là vì ca sĩ thể hiện, mà lại nổi tiếng bởi những cái giai thoại, những cái cảm xúc gắn liền với bài hát đó. Kiều Ngân đố Khoa là ca khúc Thao Thức Vì Em còn có một cái tên khác nữa là gì, Khoa biết không? Em Là Tất Cả, do nghệ sĩ Lam Phương sáng tác. Và nghệ sĩ, nhạc sĩ Lam Phương cũng chính là một người vốn rất là nổi tiếng bởi những mối tình của ông dành tặng cho các cô gái đẹp. Và một trong những cô gái đẹp đó chính là nữ ca sĩ Minh Hiếu. Và có lẽ như ca khúc Em Là Tất Cả chính là những cảm xúc mà nhạc sĩ, nghệ sĩ Lam Phương dành tặng cho cô nàng này. Cái lý do mà chúng ta vẫn thường biết tới ca khúc này qua cái tên Thao Thức Về Em đó, bởi vì cái câu hát đầu tiên nó rất là ấn tượng, nghe một cái là mình giống như là mình phải thao thức liền. Em ơi suốt đêm thao thức
vì em. Và vì khán giả cứ hát mãi, cứ nhớ mãi và rất thích nên là tên ca khúc lại bị đổi từ lúc nào không hay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được thưởng thức ca khúc Thao thức vì em qua sự thể hiện của cặp đôi Hà Nhi và Tăng Phúc. Vì lời dã từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại thắng, ước nguyện cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Cầu mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Anh biết chăng anh thương anh, nhớ anh tất cả là anh. Còn gì đẹp bằng sao xuyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Một cái danh hiệu nào đó dành tặng cho cặp đôi này thì Kiều Ngân và Mạc Văn Khoa đã nhất trí là đó sẽ là
cặp đôi diễn sâu nhất trong chương trình. Tăng Phúc hát cái khúc vào bài hát có sự kết hợp giữa bóng đá nữa đúng không? Cái khúc mà lao tới là cái khúc ấy là giống mấy cầu thủ hay mình đá vô rồi mình tới mình ăn mừng á anh. Sao em ngồi lặng lẽ? À mà để mà xài đầu gối như vậy mà vô được cái lời đấy là cũng phải cần tập luyện đẳng cấp lắm đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nói thiệt đi là mòn hết mấy cái đầu gối rồi. Dạ em thay cũng hai cái quần. Nhi có thấy là giá trị của em tăng hơn rất nhiều không? Mỗi lần phúc quỳ là mỗi lần giá trị của em lên ạ. Và không biết rằng với phần trình diễn rất là thú vị này thì sẽ giành được bao nhiêu điểm từ quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo chúng ta đây. 30 giây bắt đầu. Vâng, thời gian đã hết. Vâng, và sau đây sẽ là lời nhận xét tới từ giám khảo Chí Tài ạ. Thật sự đây là một cái tiết mục mà anh rất là thích, bởi vì lần đầu tiên mấy em kết hợp một cái bản tình ca vang bóng vô một cái sự diễn xuất hài hước rất là vui. Mới đầu anh lại cứ tưởng mấy em ra hát đứng bình thường. Em ơi xuống đêm thao thức vì em đó. Nhưng mà ai dè ra bước cái ông kép đứng ra đi ra trước là tôi thấy hơi tào lao rồi. À, trong khi ông này đang hát thì cái cô nàng này ổng ẹo đi ra là thấy cái tướng đi là thấy hơi nghi nghi rồi. Nói chừng khi mà ổng anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm. Rồi tôi kết luận là hai người này cố tình như vậy. À đây là một cái sáng kiến hay, có duyên lắm, đặc biệt là cái cô áo vàng. Nhưng mà thích nhất là cái cú mà đá banh vô gôn đó. Đúng rồi. Sàng từ đó mà sàng tới đây mà thắng lại hay nha. Đó, chút xíu nó ổng bay nó luôn là mất luôn đó. Cái hay của cái ông này là ổng thắng lại được. Tuy diễn như vậy mà giọng hát vẫn không ảnh hưởng. Đó, vậy một tràng pháo tay cho hai em. Và số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi Hà Nhi và Tăng Phúc. Chín điểm. Chúc mừng Hà Nhi và Tăng Phúc. Và với phần diễn sâu còn hơn mực nước sông Sài Gòn này thì không biết rằng sẽ giành được bao nhiêu điểm từ nghệ sĩ Chí Tài đây ạ. 10! Chúc mừng Hà Nhi, chúc mừng Tăng Phúc. Em xin mời điểm đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Trời ơi, 10! Chúc mừng Hà Nhi, chúc mừng Tăng Phúc, 2 điểm 10. Con đường đến với vị trí nhất tuần của hai bạn trở nên dễ dàng và có khả năng hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy giữ niềm hy vọng đó và sẽ gặp lại nhau ở cuối chương trình phần công bố điểm nhé. Khoa ơi. Khoa đây. Những nét đẹp nào của người phụ nữ khiến cho Khoa cảm thấy yêu và nhớ nhất nè? Thật sự thì Khoa cũng không được đẹp lắm, cho nên là cái nhu cầu đẹp của một người phụ nữ thì Khoa cũng không cần nhiều. Khoa thích mái tóc, Khoa thích đôi mắt và đặc biệt là đôi bàn tay. Nhìn đôi bàn tay của Ngân, Khoa chợt nghĩ ra một câu nói: bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Đây có phải là ca từ trong những ca khúc của Ngô Thụy Miên đúng không? Đúng vậy, một người nghệ sĩ đa tình và đa tài. Và dường như là những người tình trong giai điệu của Ngô Thụy Miên lúc nào cũng sở hữu vẻ đẹp mỏng manh, kiêu sa, đài cát, ngọc ngà, cứ như thể là châu báu của cả cuộc đời ông vậy. Và điều này đã được chứng minh qua ca khúc Giáng Ngọc. Đó cũng chính là sự lựa chọn của cặp đôi Hiển Vinh và Thái Bảo Trâm. Mời quý vị cùng thưởng thức. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, vẫn tóc mây bay mà môi hồng thơm. Gót bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vương mắt ngóng, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xinh mắt em cười, xin hết đi hoa nhìn chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu
này rắn mắt ngâm son phấn xinh đường ướt mi. Chiều buồn vừa bay gió lên, một mình cô đơn bước chân âm thầm, và tình yêu đến nhớ nhung trong lòng, mộng mơ dần kín nét môi thiên thờ. Nhà chiều lang thang du say, vườn nồng ngày nay ngất ngây trong lòng. Dù nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân. Lặng nghe sao vẫn nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng nén ý nhớ, xin ước xin đành kiếp sau. Tay năm ngón em vẫn kêu xa, vẫn tóc mây bay mà môi hồng thắm. Gót bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vương mắt ngóng, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cười, xin hết đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dẫn mắt ngọc son phấn xinh đường ướt mi. Chiều buồn vừa bay gió lay, một mình cô đơn bước chân âm thầm. Bước chân âm thầm, tình yêu đến nhớ nhung trong lòng. Nhớ nhung trong lòng, mộng mơ dần khiến nét môi thiên thờ. Nhạc chiều lang thang du dù nồng ngày say ngất ngây trong lòng, ngất ngây trong dù nồng ngày say ngất ngây vì nhớ, ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân. Lặng nghe sao vẫn nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên mong mến ý nhớ, xin nước xin đành kiếp sau. Đành thôi ước mơ, tìm quên bằng mến ý nhớ, xin ước xin đành kiếp Chúc mừng ca khúc Giáng Ngọc qua phần thể hiện của Hiển Vinh và Thái Bảo Trâm. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho bình chọn 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Trâm, chị nói với em cái này nha. Hồi nãy giờ chị nhìn mình em thôi đó. Người Mỹ nó có cái câu nói là sao? Proud of yourself. Em tuy rằng là em không có ốm o cao ráo như những các bạn khác, nhưng mà chị thấy em á, em rất là thoải mái và tự tin với chính bản thân mình. Chính vì cái điều đó chị thấy em đẹp hơn rất nhiều. Và bài hát này chị rất là thích cái hòa âm. Hòa âm rất là hay, rất là lạ. Chị vô cùng thích. Cộng với cái giọng hát của hai em, cái phong độ từ đầu chương trình cho tới cái vòng này, tụi em vẫn giữ phong độ rất là tốt. Có thể nói là đây là một trong những tiết mục hoàn hảo ngày hôm nay. Chúc mừng hai em rất nhiều. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và bây giờ sẽ là giám khảo khách mời anh Hồ Trung Dũng.
Với cặp của hai bạn thì các anh thích nhất là có lẽ hai người là cái cặp hát nội lực nhất từ đầu đến giờ. Giọng của hai bạn rất nội lực, rất là bắt mic. Từ đầu cho đến cuối nó rất là hay. Anh chỉ muốn lần sau cái phần sau gian tấu á, nếu mà được phải chi mà nó chuyển sang tông nam để cho bạn Vinh có cái đất của mình. Tại vì khi nhạc đã vào rồi á, thì cái việc mà hát những nốt quá trầm á, nó sẽ là bất lợi cho bạn nam rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh. Và sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng tới với số điểm nha. Số điểm của khán giả dành cho cặp đôi Hiển Vinh và Thái Bảo Trâm. 8,8. Và ngay bây giờ sẽ là điểm số đến từ ban giám khảo. Xin được mời giám khảo Chí Tài ạ. 10! Chúc mừng Thái Bảo Trâm và Hiển Vinh. Một điểm số tuyệt đối đến từ giám khảo Chí Tài. Và không biết là với nữ giám khảo Minh Tuyết thì sao ạ? Ôi trời ơi! Ôi chúc mừng! Hai điểm số tuyệt đối đến từ giám khảo Chí Tài và Minh Tuyết. Chúng ta sẽ gặp lại trong cuối chương trình. Hy vọng một con 10 nữa nhá. Ủa sao tự nhiên bữa nay Khoa bày đặt đánh đàn vậy? Khoa cầm cây đàn này tại bởi vì Khoa muốn giải bày tâm sự Ngân à. Thật sự thì ngày xưa mà người ta, các cặp đôi mà yêu nhau thì nó khác bây giờ lắm. Ngày xưa là nhiều khi không có điều kiện, bởi vậy là người ta mới nói là một mái nhà tranh, hai trái tim vàng á. Đúng rồi, và đó cũng chính là tâm sự mà nhạc sĩ Lam Phương đã thể hiện trong hai ca khúc Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi và Kiếp Nghèo. Và đó cũng chính là liên khúc mà cặp đôi Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm đã chọn thể hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Về đêm nay vắng tanh, giặt rào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, gặp ghềnh đường về tối thăm, ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc vui ngồi, êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím nát bao la như thương về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương, thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gợi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mù, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trùng. Ban phước cho đời con một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai, và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đầy cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng. Dẫn nát tim côi, vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây em xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì nhau, nếu chưa chúng ta đừng biết thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, sao tim em cảm thấy như cô đơn, tại anh không nói hay tại em không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc.
cặp đôi Hoàng Lâm, Nguyễn Phương Anh với liên khúc Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi và Kiếp Nghèo. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tới với số điểm 30 giây bắt đầu. Thời gian dành cho bình chọn đã hết. Đầu tiên thì chắc là Kiều Ngân xin phép hỏi giám khảo khách mời anh Hồ Trung Dũng trước đi ạ. Xin chào hai bạn, xin chào bạn Nguyễn Phương Anh. Cách đây cũng không lâu lắm thì phải thì Dũng được hát song ca với Nguyễn Phương Anh trong một chương trình. Và lúc đó thì Dũng đã biết được là Nguyễn Phương Anh là một ca sĩ có tài như thế nào. Thật sự một giọng hát rất là tuyệt vời. Bạn đã hỗ trợ cho bạn diễn mình rất là nhiều. Bạn đã phải rút về phía sau để cho bạn diễn của mình tỏa sáng trong suốt một cái phần đầu. Còn đối với lại bạn Hoàng Lâm, bạn có một cái giọng hát Dũng nghĩ khá là đặc biệt. Bạn đôi khi cũng phải biết tiết chế một chút xíu ở cái sự nức nở. Cái càng về sau bạn càng nức nở hơi nhiều. Hãy tìm được cái nét riêng của mình, cái điểm mạnh nhất của mình để khai thác vào trong bài hát. Dũng cảm thấy rất là cuốn hút trong cái bài biểu diễn vừa rồi và chúc mừng hai bạn. Cảm ơn những lời khen đến từ ca sĩ Hồ Trung Dũng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số dành cho cặp đôi này nhé. Điểm số quy đổi đến từ 100 khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm. Đó là 8,7. Và tiếp theo sẽ là số điểm tới từ giám khảo Chí Tài. Anh dành tặng hai em một số điểm của anh đây. 9,5. Xin được chúc mừng hai bạn. Và tiếp theo em rất muốn biết điểm số đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. 9,5. Và chúng ta hãy vào trong nghỉ ngơi nhé, bởi vì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối chương trình phần công bố điểm. Và sau đây sẽ là tới phần chúng ta hồi hộp nhất. Sẽ có một cặp đôi được nhất và một cặp đôi phải rời khỏi chương trình. Và ngay bây giờ thì Kiều Ngân xin phép được công bố lần lượt 4 cặp đôi có điểm số cao trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên xin được công bố điểm số đến từ giám khảo dành cho cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc. Giám khảo Chí Tài 9,5, giám khảo Minh Tuyết 9,5, điểm quy đổi của khán giả 9, giám khảo Hồ Trung Dũng 9,5, tổng điểm 37,5 dành cho cặp đôi Tuyết Mai, Văn Phúc. Và tiếp theo là số điểm dành cho cặp đôi Bảo Trâm và Hiển Vinh. Giám khảo Chí Tài 10, giám khảo Minh Tuyết 10, điểm của khán giả 8,8, giám khảo Hồ Trung Dũng 9,5, tổng điểm 38,3. Điểm số của cặp đôi Xuân Nghi và Henry Phạm, giám khảo Chí Tài 9,5, giám khảo Minh Tuyết 9,5, điểm quy đổi đến từ khán giả 8,9 và giám khảo Hồ Trung Dũng 9,5, tổng điểm 37,4 dành cho cặp đôi Xuân Nghi và Henry Phạm. Đôi sau đây chính là cặp đôi cao điểm nhất. Đó chính là cặp đôi Hà Nhi và Tăng Phúc với số điểm 10, 10, 9 và số điểm tới từ giám khảo Hồ Trung Dũng 10, tổng điểm 39. Và đã có 4 cặp đôi đi tiếp rồi. Sau đây thì sẽ là 2 cặp đôi có số điểm không được may mắn trong cuộc thi ngày hôm nay. Khoa xin công bố cặp đôi đầu tiên. Có lẽ là Kiều Ngân xin phép được mời tiến lên phía trước một bước. Cặp đôi Khắc Minh, Yến Nhi và Nguyễn Phương Anh, Hoàng Lâm với tổng điểm là 36 và 37,2. 36, số điểm cụ thể như sau: giám khảo Chí Tài 9,5, giám khảo Minh Tuyết 9, điểm quy đổi từ khán giả 8,5 và giám khảo khách mời Hồ Trung Dũng 9, tổng điểm 36. Và cặp đôi có tổng số điểm 37,2, giám khảo Chí Tài 9,5, giám khảo Minh Tuyết 9,5, khán giả 8,7, giám khảo Hồ Trung Dũng 9,5. Có lẽ là công bố số điểm thì hai cặp đôi cũng đã biết được số điểm nào là số điểm dành cho mình rồi đúng không nào? Và ngay bây giờ thì Kiều Ngân rất là muốn hỏi Khắc Minh và Yến Nhi, cảm xúc của hai bạn ngay lúc này thì như thế nào?
Hồi nãy thì tụi em cũng bình thường thôi, tụi em rất là vui vẻ khi mà đã đi đến đây, đã làm rất là nhiều thứ cho Ẩn Số Hoàn Hảo mùa đầu tiên. Cảm ơn ba vị ban giám khảo cũng như những vị khách mời trước đó đã cho tụi em cái những cái lời góp ý, những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Bản thân em còn phải học rất là nhiều, huống chi là Nhi. Bật mí với mọi người là đã chuẩn bị một cái single rồi, đợi chừng nào rớt một cái là ra. Dạ vâng ạ, nếu mà nói là có buồn hay không á thì chắc chắn là sẽ buồn. Nhưng mà cái buồn của em tới đây thì em thấy ở trong đây toàn đội mạnh thôi. Thì khả năng của em thì em cũng biết rồi, cho nên em cảm thấy kết quả này là xứng đáng rồi. Và em cảm ơn chương trình rất là nhiều, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban giám khảo, đặc biệt là hai giám khảo xuyên suốt của tụi em là chị Minh Tuyết và chú Chí Tài, cũng như là anh Dũng hôm nay đã cho em những lời khuyên. Em sẽ xem đó là một bài học cho mình trong những cái bước đường tiếp theo. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Cảm ơn Khắc Minh và Yến Nhi. Và chắc quý vị cũng đã nhận ra rồi ạ, với điểm số là 36 thì cặp đôi Khắc Minh và Yến Nhi sẽ phải nói lời chia tay với tất cả chúng ta, chia tay với Ẩn Số Hoàn Hảo tại đêm nay. Không sao cả, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và chờ đón single sắp tới của hai bạn này xem sự kết hợp sẽ như thế nào nha. Đây vẫn là một cặp đôi rất là dễ thương và để lại trong lòng không chỉ là Kiều Ngân, ban giám khảo, khán giả đâu mà còn rất là nhiều khán giả ngoài kia nữa, những tình cảm rất tốt đẹp qua mỗi một đêm thi. Xin được chúc mừng cặp đôi Hoàng Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm với điểm số 37,2 đã bước tiếp vào vòng trong. Và Khoa muốn hỏi cặp đôi Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm là những cái vòng trước á, thì mình chưa bao giờ có cảm giác bị lọt vào vòng nguy hiểm đúng không? Nhưng mà vòng này thì có cảm giác đó, thì chị Nguyễn Phương Anh có muốn chia sẻ gì không? Nếu mà nói là không cảm thấy gì thì là nói dối, chắc chắn là không cảm thấy vui. Nhưng mà cũng vì điều này để mình tự thấy rằng là Phương Anh với Hoàng Lâm sẽ phải có một cái gì đấy nó khác hơn. Mình vẫn đi tiếp và mình sẽ cố gắng. Thật sự thì những điều mà em nghĩ ngày hôm nay nó, chị Phương Anh đã nói hầu như là hết rồi. Em chỉ có một chút là buồn, nhưng mà thật sự nó không phải là buồn quá. Khi mà bản thân mình làm chưa tốt thì mình không được quyền buồn quá. Mình chỉ buồn và hơi tiếc vì mình làm chưa tốt. Và có thể rằng có những điều nó xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà đây sẽ là một cái động lực, sẽ là một bài học rất lớn để trong những vòng sau em sẽ tập trung hơn nữa và sẽ thi tốt hơn nữa. Xin được cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Hoàng Lâm, cảm ơn Nguyễn Phương Anh. Một lần nữa xin được chúc mừng năm cặp đôi đã xuất sắc lọt tiếp vào vòng trong. Và sau đây thì xin mời cặp đôi Hà Nhi và Tăng Phúc bước lên trên để nhận giải nhất toàn 20 triệu đồng tới từ giám khảo khách mời Hồ Trung Dũng. Xin được chúc mừng Hà Nhi và Tăng Phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị giám khảo, các cặp đôi của chúng ta và tất cả quý vị khán giả đã cùng tạo nên một đêm tình ca vang bóng rất tuyệt vời. Và thưa quý vị, tuần sau sẽ là những ca khúc trữ tình Bolero sẽ đưa quý vị quay trở về với miền ký ức xưa, nơi mà con đò, bến nước và những cánh cò bay rợp trời từng là kỷ niệm của một thời qua chủ đề quê hương. Chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ thì Kiều Ngân và Mã Văn Khoa xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Một đêm ca nhạc đông đầy cảm xúc, gợi nhớ những kỷ niệm thời ấu thơ, da diết và tình cảm là nội dung mà đêm nhạc quê hương hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chưa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dài nắng dầm. Lòng nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắng lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau.
Giám khảo khách mời là một nữ ca sĩ có giọng ca vô cùng ngọt ngào, gắn liền với những bản nhạc quê hương và bolero. Đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Sao căng thẳng dữ vậy? Dạ tại thấy chị khó quá. Đâu có chị đâu khó đâu. Dạ chị Tư mới về ạ. Cái gì? Chị Tư mới đi nước ngoài gì à? Gì à? Mời quý vị cùng đón xem Ẩn Số Hoàn Hảo tập 9 được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 20 tháng 5 trên kênh truyền hình Vịnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ hôm sau trên kênh truyền hình Vịnh Long 2.